Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình đang đi uống cà phê ở quán bonsai Như Quỳnh. Mình đi vòng vòng thấy có bóng đèn sáng này. Ủa, tối rồi mà ai còn ở đây? À, thì ra là ông chủ vườn này các bạn ơi. Dạ, em chào anh. Chào chị. Ủa, tối rồi mà sao còn làm vậy anh? Tranh thủ làm uốn cây một số cây cho phục vụ cho dịp Tết 2023 chị ơi. Ủa anh ơi, anh đang làm cái cây gì, đang quấn cái cây gì đó? Cây này là cây mai bonsai kim thủy chị. Anh cho em quay một xíu được không anh? Có phiền không? Thưa chị cứ tự nhiên. Tại vì này là tranh thủ làm tối cho nên là trời cũng hơi tối, chứ Dạ, phải bắt mẫu đèn. em thấy cái cây đẹp quá. Cây này là cây mai kim thủy hả anh? Đúng rồi, cây này cây mai kim thủy. Trời, Đây là mini cây đẹp này, là cây quá này là lý do là tôi làm tối, cho nên là bởi vì năm nay là tôi đưa ra thị trường phục vụ cho quý bà con chơi Tết là lượng nhiều, cho nên là tôi phải tranh thủ cái này buổi tối. còn quá nhiều luôn mọi người ơi, nhiều lắm. Buổi tối thì mình không có thể nào mà nhìn rõ được, mình quay sơ sơ thôi. Mọi người có nhu cầu về cây hoa kiểng trong Tết ấy, thì ghé quán bonsai Như Quỳnh, thôn 1A, xã Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận nha mọi người. Ông chủ thì rất là siêng năng, tối cũng làm luôn. Ủa anh ơi, sao ban ngày không làm mà anh làm buổi tối vậy? Thưa chị, là công việc của tôi thì không những làm bên cái hoa cảnh, nhưng mà tôi ban ngày tôi rất nhiều việc cũng liên quan đến công việc mưu sinh, cho nên là À, có nghĩa là mình tranh vâng, thủ để phục vụ Tết. đúng rồi, tranh thủ Tết, bởi vì riêng bây giờ mà chúng ta những cây phục vụ Tết mà chúng ta không làm mà tranh thủ thì nó sẽ bị trễ trễ bông, mà nó không ra bông được thì thật sự là, và cái dáng không được đẹp thì mình sẽ không bán vào dịp Tết, mà bán thì nó không có giá thì nó cũng cũng hơi phí, cho nên là tôi tranh thủ buổi tối để tôi làm sao là tạo ra những cái cây có cái dáng đẹp nhất để mà phục vụ cho quý bà con, phục vụ chơi trưng vào những dịp Tết quý vị. Anh ơi, làm được một cái cây như vậy mình cần nhiều thời gian không? Cây như này thì thật sự là với chị là tôi nuôi cũng đã là 5-6 năm rồi, 5-6 năm rồi, nhưng mà để cho có một cái dáng đẹp thì phải qua uốn tỉa và nói chung là xén tỉa đó, chăm sóc chỉnh chu, nó tạo dáng để cho nó có một cái thế đẹp thì chúng ta phải cắt tỉa đúng như người chị ạ. Bây giờ con người thì cũng thế thôi, cũng phải tô son, cũng phải cắt tóc, thì cây cảnh cũng thế, chúng ta cũng phải tỉa tót và chúng ta cũng phải tạo tàn phân chi làm sao để cho có một cái dáng nhất định đi vào cái nền nếp thì nó đẹp. Kèm theo nữa là bây giờ là tôi đang tỉa, thì cái tỉa cái này thì cũng là một cái là đưa nó vào một cái khuôn khổ và tạo bông, làm tàn và tạo bông để cho nó đúng vào dịp Tết quý vị ạ. Cho nên là tại sao tôi phải làm buổi tối là vậy. À, ngoài làm cái cây này thì vườn của anh làm những cái loại cây gì nữa anh? Làm nhiều loại không? Thì năm nay thị trường thì theo cái tới giờ phút này á thì tôi chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán năm nay là cây mai kim thủy, cây hoa sứ và cây mai vàng, cây tắc, nói chung là cây sung, cây công giấy, nói chung là với chị là cũng có khoảng vài chục chủng loại cung cấp ra thị trường cho Tết Nguyên Đán, phục vụ cho bà con năm nay trưng Tết quý vị ạ. Dạ, nói chung là em cũng thích cây kiểng lắm, cho nên là Tết là sẽ ra ủng hộ anh vài chậu ạ. Vâng, cũng cảm ơn chị, bởi vì người là mê cái cảnh thì cũng kèm theo là một chút gì đó liên quan đến kinh tế, nhưng nếu mà được chị cũng như là bà con ủng hộ về cái cây để mà thứ nhất là chị có cây trưng Tết và tôi cũng có thêm thu nhập, thì cái đó là một cái điều rất là quý mà phối hợp hài hòa chị nhé. Thì đây là chị thấy nè, đây là tôi vừa tỉa xong một cái cây mai kim thủy có cái dáng thác đổ. À, dạ, cái Vâng, này là thác độ hả? đúng rồi. Cây mai thác đổ, bởi vì tôi làm rất là nhiều, nhưng mà tiện chị đến đây thì tôi cũng giới thiệu với chị là đây là cái dáng cây thẳng mạnh, cây mai kim thủy dáng thác đổ. Dạ, Quý vị một thấy cây như thế này thì khi mà ra thị trường thì anh bán khoảng tầm bao nhiêu tiền một cây ạ? thì cây cảnh thì chị biết rồi, nó cũng muôn vàn muôn
ngàn vạn trạng, cho nên là giá tùy thuộc vào từng cây và từng dáng thế. Thì như cây này thì tôi bán ra thị trường thì hiện bây giờ nó nằm khoảng có 800 ngàn một cây, rất là rẻ quý vị ạ. Làm được với cây như này thật sự là rất cực khổ. Yeah. Cũng 4-5 năm với được một cái cây như này. Cho nên là bán với cái giá mà 800 hoặc cây có cây 1 triệu, nhưng mà cây này thì tôi bán 800. Nhưng mà cây này tôi xin phép là cây này là có người mua rồi quý vị nhé. Yeah. Tại vì cây này là họ nói là tranh thủ cho họ tối đa để họ nhận hàng một ngày sớm nhất. À, cho nên tiếc là tôi quá, vâng. Em cũng đang là thích cái cây này đó. Thôi bạn em đang chờ cho em hơi em cảm ơn anh nha, cho em quay phim cây cảnh đẹp quá. Chúc anh thật là nhiều sức khỏe để thực hiện đam mê của mình, và Tết này sẽ kiếm thêm thu nhập để mua sắm quần áo bánh chưng nhân thịt cho vợ con anh nha. Vâng, cảm ơn chị. Vâng. Được sự động viên cũng như là ủng hộ tinh thần của chị thì cũng thay mặt cho hội yêu cây cảnh, nhất là kênh Thanh Niên Bonsai, chúc chị sức khỏe, thì gia đình luôn luôn may mắn, cũng chuẩn bị mùa Noel. Hình như là bây giờ là tuần tới là mùa Giáng sinh, Chúa sinh ra, cho nên là cũng chúc chị là có mùa Giáng sinh vui vẻ và ăn khang thịnh vượng chị nhá. Dạ, xin chào chị. Dạ, chào anh ạ. Dạ.